Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm hiểu xem cái cách mà người nước ngoài hay là gọi là bên Tây ấy, người ta vệ sinh màn hình chiếc TV như thế nào. Vâng, thì thực ra mà nói thì mình tìm hiểu thì mình biết được là cái phương pháp vệ sinh màn hình của những anh thợ cũng như các bạn là người tiêu dùng và người nước ngoài thì mình thấy vệ sinh màn hình cũng tương đối là đơn giản. Vâng, chứ mà các bạn đây là một cái anh Tây và anh đang cũng làm một cái chương trình hướng dẫn các bạn cách vệ sinh một chiếc màn hình TV siêu mỏng. Vâng, ý của anh ấy nói là các bạn làm khi mà các bạn vệ sinh một chiếc màn hình TV thì bạn cũng không cần thiết phải sử dụng những cái thiết bị quá cầu kỳ, cũng như nếu mà những vết bẩn của các bạn vâng đây ạ, nếu mà những vết bẩn của các bạn mà nó chỉ bụi bẩn thông thường cũng như dấu vân tay ở trên màn hình TV thì các bạn có thể lấy một chiếc khăn khốp để các bạn là vệ sinh màn hình đây ạ. Mình sẽ tời này, đây bắt đầu anh ấy vào việc nhá. Đây, đầu tiên thì anh Tây này anh sử dụng một chiếc khăn khô như là chiếc khăn mà mình vẫn hướng dẫn các bạn vệ sinh ấy. Đấy, mình sẽ lau. Các bạn thông thường thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lau qua một chiếc khăn ẩm trước tiên. Sau đó là mình sẽ dùng một chiếc khăn khô và mình sẽ chà đi chà lại một lần nữa. Nhưng mà cái anh Tây này anh vệ sinh thì mình thấy là anh chỉ sử dụng một chiếc khăn bình thường. Đấy, sau đó là anh ấy nói với mình rằng là anh ấy nói với mọi người rằng là nếu mà sử dụng một chiếc khăn khô thông thường như này mà vệ sinh những cái bụi bẩn mà nó không ra thì bắt buộc phải sử dụng vấn đề là nước tẩy rửa để nó sẽ làm sạch chiếc màn hình TV của các bạn. Nhưng mà trước khi mà vệ sinh màn hình thì cái khăn khô của các bạn được của cái anh Tây này anh ấy được sấp nước sạch, nên là khăn ẩm đấy, sấp nước thật sạch. Sau đó là anh ấy sẽ lau màn hình TV và anh cũng nói với mọi người rằng là đặc biệt chiếc khăn là phải vắt thật sạch, không để nước nó chảy trong khe dưới màn hình. Đây ạ, các bạn xem thì cái đoạn mà đây anh ấy nói cũng rơi nhiều đây ạ. Đấy, ý của anh nói đấy, ý anh nói là không được để nước chảy xuống khe dưới màn hình. Và trong trường hợp mà những bụi bẩn đây dùng thông thường mà những bụi bẩn này mà nó không sạch thì bắt buộc các bạn phải sử dụng một cái gọi là chất tẩy rửa, cũng như mình giới thiệu với các bạn ở cái video hướng dẫn vệ sinh màn hình của mình ấy, là các bạn sẽ sử dụng một cái nước xịt. Đây, nước xịt đây. Các bạn sẽ có thể ra ngoài cái thợ sửa chữa máy tính ấy, các bạn sẽ mua cho mình một cái bộ vệ sinh của laptop để các bạn xịt và các bạn sẽ tẩy rửa. Nhưng mà cái phương pháp của mình hướng dẫn các bạn thì nó tương đối là đơn giản. Các bạn chỉ cần lấy cho mình hai chiếc khăn, một chiếc khăn sấp nước ẩm sạch, vắt thật sạch, sau đó là các bạn chà đi chà lại những cái vết bẩn lần đầu tiên. Khi mà những cái lớp bẩn nó được ngấm nước vào rồi thì tự động cái bụi bẩn nó sẽ bật ra và các bạn sẽ chà lại bằng nước ẩm một lần nữa, sau đó các bạn lấy khăn khô các bạn vệ sinh thì cũng tương đối đơn giản. Đây ạ, có cái cách mà anh nghe đây từ đoạn đầu video đây này, đấy các bạn xem này, cái đoạn cuối cùng này thì anh ấy nói với mình và các bạn này. Đấy, nếu mà vệ sinh không sạch thì các bạn, anh trên tay anh ấy cũng đang cầm một cái chất tẩy rửa của màn hình TV đấy. Nhưng mà anh nói rằng là nếu cái chất tẩy rửa này thì các bạn có thể mua những chất vệ sinh tẩy rửa, nhưng mà cũng không được chứa thứ nhất là chất axit, không được chứa axit, bởi vì những cái nước như cái nước các bạn mua cái thiết bị xịt bằng cái nước rửa kính đấy thì ở trong đấy nó có cái axit, khi mà axit nó khi mà cái chất axit ấy mà nó chảy xuống khe dưới màn hình ấy, chẳng may nó chảy xuống khe dưới màn hình thì lập tức làm cho cái màn hình của TV của các bạn nó sẽ bị hỏng ngay. Đấy ạ. Đây, này là mình sẽ tời đến đoạn cuối video. Đấy, lúc này thì anh ấy sử dụng một cái chất tẩy rửa này. Đây,
và anh cũng công vệ sinh một chiếc màn hình TV. Đây, xịt này. Đấy, các bạn xem anh xịt vào và anh vệ sinh. Nó tương đối là đơn giản đúng không ạ? Tương đối đơn giản. Đấy. Vậy video ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái video mới mẻ một chút để các bạn biết được là cái cách vệ sinh màn hình TV nó đơn giản như nào. Và có cái cách mà bạn nào mà chưa xem cái video mà cái cách hướng dẫn màn hình TV thì các bạn có thể click vào cái mục và hiển thị cái thẻ hiển thị cuối cùng là mình đề rõ ràng là hướng dẫn vệ sinh màn hình TV siêu mỏng là các bạn biết được. Và hôm nay tôi xin tạm dừng cái video tôi đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm cũng như theo dõi chương trình này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.